Hello, xin chào quý vị và các bạn đã quay lại với công ty phụ kiện và cốt pha Việt nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh chị cái quy trình là sản xuất cái cốt pha mương, hay là cũng gọi là cốt pha rãnh U bên mình. Thì cái cốt pha mương này á, thì cái công đoạn đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị cái xương V cũng như là tôn. Thì theo cái quy cách mà khách hàng đặt thì mình sẽ có những cái kỹ thuật để mình làm xương V cho nó phù hợp. Thì sau khi mình đã chuẩn bị xương V và tôn xong rồi thì mình sẽ dùng máy hoặc là dùng máy dập hoặc là máy cắt để mình cắt những cái tấm tôn nó theo cái hình thù nhất định. Mà thì sau khi mình đã cắt những tấm tôn theo những hình thù nhất định rồi thì bên mình bắt đầu cho công nhân hàng liên kết những cái tấm tôn và các V, các la nó liên kết với nhau thành một hệ thống nhất. Thì đây, thì cái cốt pha mương bên mình á, thì thường làm có âm dương. Thì cái tấm mà anh chị vừa thấy á, thì đó là tấm âm dương. Đây là tấm âm dương nha. Âm dương để khi mà anh chị có thể liên kết hai cái mương với nhau, nó có cái độ kháng khít và có cái độ liên kết chặt chẽ hơn với nhau. Thì nếu anh chị nào cần hãy liên hệ mình 0967 84 9934 nha. Xin chào, hẹn gặp lại.